Samsung giảm giá cả nhà. Ồ, quá trời luôn. Cái tai nghe đồ điện tử ở Tesco này mọi người. Quá trời ha. Đây là những cái máy hiệu HP. Máy này thì 800-900 cái. Còn cái máy nhỏ này thì chỉ có 400 đô, 399 thì cho 400 đô. Wow, này cả nhà, quá trời luôn. Đây, đồ điện tử đẹp quá trời, Apple. Giảm giá quá trời luôn này cả nhà. Cái máy hiệu không nổi tiếng và đến những cái máy hiệu Apple. Đẹp chưa? Quá trời luôn. Còn đây là đồng hồ watch, Apple Watch nè cả nhà. Ôi chào, quá trời luôn thiệt. Ôi thì thích cái màu xanh này quá à. Chắc cần không lâu thì đổi cái màu xanh này, thích quá đi, thật thích. Rồi đang kiếm blueberry cả nhà. 21.99 là khoảng 22 đồng, là khoảng 500 ngàn một cây. Mà cái cây nó to vậy nè mọi người. Nó đem về chắc năm này có trái. Rồi cũng trồng nhiều lắm cả nhà ơi. Đây, hai em nó về nè cả nhà ơi. Hai cây nha. Một cây là 22 đồng, là khoảng 500 mấy ngàn. À, rồi em về thôi. Mong là năm nay có blueberry. Hai loại khác nhau mọi người, hai loại này khác nhau. Không có giống nha. On sale. Really? Hey baby, let daddy do that. Ơi nè, ăn đi con, ăn cái này của con Lý nè, ăn đi. Rồi bây giờ ngồi ăn thôi, mua xong. Đó, ăn đi con. Hả? Thôi con uống trước đi, hồi mẹ mẹ mít cho hồi mẹ là. Daddy hold it up, please. Mommy's so sweet. Okay. Yeah. Now your root beer floats.
ăn đi con nè. Thôi được rồi, rồi chuyến đi. Mới được không? Ngon quá vậy. I got mine. This one's yours. Did you know me? You're Lily? Yep. Oh. No, my name is Lily. Wow. Oh, đây nè con. Trời nắng ấm à. Đỡ. Lắp 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 lè. Mở ra xem nữa cả nhà ơi, hôm nay mua ở trong Tesco cả nhà, nó sale xuống. Nó sale bớt được 80 đô cả nhà, mình mua là tuy nay nay ở chiều này này đó đi. Tuy nay thiên. Tuy nay thiên. Yeah, it's $80 off. À. Là 319 đồng cả nhà. It has a special gift included. Really? Probably one of the attachments or something. Rồi phải mở ra thử ra nha ha. À, giảm xuống được 80 đồng. Cho nên là hôm nay đi ginh về cả nhà ơi. À, một cái máy này để coi làm được cái món gì không cũng muốn biết. Trời ơi không mua hay chắc để cuối năm nó mắc quá muốn nổi cả nhà ơi. Mỗi ngày mỗi thứ đều lên giá đó cả nhà, nên thấy giảm thì ginh luôn đi chứ. 80 đô là cũng giảm được khoảng một cái nè. Yeah. À, lấy em nó ra này cả nhà. Hey. Special gift. Đây là cái máy. Ginh về hôm nay nè cả nhà. Cái máy này để chắc làm bánh mì đồ này kia cũng được cả nhà. Bánh canh, bánh mì đồ này đó. À. Mua cái máy này còn nó bự quá cả nhà. Kiếm cái size này lâu lắm rồi. Những cái size bự bự chút này nè. Nhà thì review nhiều người á, cho nên phải mua cái size bự mới được. Với size nhỏ quá làm cũng chẳng ra trò trống gì. Bởi vậy cho nên cả nhà, trong này thì có cái máy này ha. Là nó dính luôn vậy nè. Có một cái đồ này, một cái đồ này ha. Và một cái cây này. Và một cái cây này chưa có sử dụng cho nên chưa biết như thế nào. Khi nào sử dụng rồi mới đem tồi thêm nữa cả nhà ơi. Đó, mà mua được cái máy này là vui lắm nè.